Xin chào quý khán giả, mình là Ngọc Hòa. Hôm nay rất vui đến với chương trình Đấu Trường Tài Năng ha. Bạn đã chuẩn bị gì cho chủ đề hội chợ này? Hôm nay khi mà Hoa biết được với cái chủ đề là hội chợ thì trong lòng cũng nôn nao lắm. Kiểu như hồi xưa mình còn nhỏ mà hay đi rình những cái hội chợ, không có tiền chơi vô rình thì coi mọi người chơi hội chợ, hôm nay rất là vui. Hy vọng là với cái tài mà rình của mình hồi xưa, mình sẽ biết được nhiều mánh khóe, chiêu trò để chơi được hội chợ được khách. Bạn dự toán tập này sẽ có thử thách gì? À, theo Hoa thì nếu mà hội chợ thì những cái trò chơi liên quan hội chợ, ví dụ như là ném banh nè, ném vòng nè, mình bắn súng cho bắn mấy trái banh á, hoặc là mình nhảy bao bố nè, mình hát lô tô nè, nhiều cái dữ lắm. Mà ai biết bên đây làm gì mà nãy giờ coi chương trình quá trời hoành tráng. Bạn có tự tin sẽ chiến thắng đội Tí Hon không? Không tự tin chút nào mọi người ơi. Cảm giác là mình già rồi đó mọi người, hiểu không? Già rồi. Cảm giác là xương cốt mình nó không còn như xưa nữa. Mặc dù là còn trẻ, sức trẻ hơn, nhưng mà cái tâm hồn già mọi người, thấy cái trò chơi nó khó dữ lắm. Nhiều khi thấy bé bé nhỏ nhỏ chứ không có khinh địch nha. Nhiều khi lanh lẹ hơn mình nhiều, nên là cảm giác rất là sợ. Chương trình Đấu Trường Tài Năng vào lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Mọi người đón chờ xem Hoa chơi hội chợ thế nào nha.